kem gì? Chống nắng. Kem chống nắng. Có kem chống nhục không? Mà tôi bôi mặt đi. Then again it just depends on how long the time is left you. Biết bôi kem chống nắng hay là kỳ đất này. Chúng tôi đã đến điểm để vào đặt môn. Đây là đoạn đường rất vất vả, đồi cát mà các bạn đang nam nó rất vất vả để vượt qua. Các bạn cố lên. Nơi cắm trại và nơi đây sẽ là cái bãi đất để chúng ta qua đêm hôm nay. Ta sáng như muôn ánh sao, thời gian sẽ trôi qua mau, đừng lãng phí phút nào mà hai nắm tròn từ khoảnh khắc. Trời đã tối rồi. Ê oải hết rồi. Chứ có ê oải đâu. Bây giờ là tới phần đâu? Gì? Phần gì hả? Ăn đêm. Đó là một ít. Trong tay đi rất con đường, là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn, là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút sẽ tuyệt vời yêu, là ngày em bên anh không chút yêu phiền, từng buồn lo trôi qua ngày bình yên, nồng nàn ta trao nhau giây phút tuyệt vời, bên thế gian trôi qua vẫn luôn bên người. Và chương trình chúc bé ngủ ngon bắt đầu. Tắt đèn. Bây giờ là 12 giờ đêm. Chúng mình bắt đầu đi ngủ về khách sạn ngàn sao. Từ
tình hình là nãy giờ ngủ 2 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không ngủ được bởi vì mũi cắn quá. Sao? Tình hình sao? Chắc chết rồi, không ngủ được thì mũi nó cắn rồi. Kim Hoàng đâu? Đau khổ không? Lì lửa. Đau khổ không? Đừng! Hàng vậy! Hàng! Này phát biểu cảm nghĩ trước khi leo, cảm thấy thế nào? Sợ quá. Bây giờ sao lên? Chắc tôi nhảy xuống này luôn á. Khỏi cái lát khỏi tiếng. Phát biểu 1, 2, 3. Cảm giác rất là sung sướng. Rất là vô mốt. Không ngờ mình có thể leo được lên đỉnh đế. Anh quay bên ban kia mặt trời rất là lên nổi. Mặt trời rất là đẹp. Đó. Tôi đi ngang qua phố phường đông vui, tôi dọc ngang ngược xuôi khắp nơi, và âm thanh chỉ có từ nơi này. Vì tình yêu của tôi, tôi có quần rồi. Bao ánh nắng của trời xanh. Ai da, tôi được cái thúng rồi. Hôm nay tôi cũng bước chân rộn ràng. Cát là để đi đến cực đông thứ hai. Đến cực đông thứ hai.